Hello anh em, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để tìm kiếm xem là cái khách hàng của mình á, họ đang ở đâu. Thì mình sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái đối tượng khách hàng của mình á, để xem là họ ở khu vực nào, rồi dùng điện, dùng thiết bị gì đấy, để mình có thể phân tích xem là, rồi là xem là các cái từ khóa, xem là tốc độ tăng trưởng của nó như thế nào. Thì cái công cụ mà hôm nay mà mình sử dụng đó là cái công cụ Google Keyword Planner này. Thì anh em dùng cái trình quảng cáo của Google á, nên sau đó anh em vào chỗ công cụ, anh em vào phần công cụ thiết lập kế hoạch từ khóa, tìm từ khóa mới, mình sẽ tìm trong web là Shopee. Thế thì trong này nó sẽ hiển thị cho mình luôn, ví dụ như mình đang muốn tìm trong 12 tháng trước hoặc là tìm tháng trước chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ có cái biểu đồ như này, mình xem được là trong 12 tháng trước thì những cái gì đang thì tìm kiếm nhiều đấy, ví dụ như đồng hồ tìm kiếm nhiều này, những cái này đang thì đi xuống này, ví dụ như là Samsung Galaxy S7 đang đi xuống này, xuống dần là mức độ tìm kiếm thấp dần này. À, những cái đi lên ví dụ như là ví tay cầm nam này, máy hàn điện này, những cái đang đi lên này mình có thể xem được, mình biết được xu hướng thị trường đang như nào để mình lựa chọn một cái sản phẩm cho phù hợp. Tiếp theo trong này nó có một số cái như là bảng phân tích theo vị trí, mình sẽ biết là như khu vực khách hàng của mình ở trên Shopee á, và nằm chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhiều. Các thành phố khác thì chiếm 60% là tổng tất cả thành phố khác. Theo nền tảng thì mình có thể xem được là ở di động là 79%, máy tính bảng là 3,9 và máy tính để bàn là 17%. Vậy mình sẽ tối ưu nhiều vào cái việc mà tối ưu hóa cho cái thiết bị di động nhé, chẳng hạn là như vậy. Ngoài ra anh em thể tìm một số các cái theo từ khóa, ví dụ như là mình tìm mùa này tìm phone đi. Mình sẽ ấn tìm thì áo phông, mình sẽ xem là họ cũng tìm rất là nhiều bằng di động. Vị trí đấy, Hồ Chí Minh 31%, các tỉnh khác hầu hết là cái lượng mua khá là đông ở trong thành phố Hồ Chí Minh trong cái nóng nóng, nên là họ hay sử dụng cái những cái sản phẩm này nhiều. Mình sẽ tìm một cái từ khóa khác, ví dụ như là trời nóng nực này thì điều hòa đi. Đấy, mình sẽ tìm đấy, điều hòa thì Hồ Chí Minh cũng nhiều, Hà Nội này, trong Hồ Chí Minh tìm rất là nhiều cái như máy lọc nước này, mình sẽ tìm Hồ Chí Minh là lượng mua rất là nhiều, rất là mình sẽ quảng cáo, mình sẽ hướng đến đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ lựa chọn một cái là tháng trước xem sao, tháng trước mình sẽ chọn là đấy, tháng trước thì vẫn là Hồ Chí Minh thôi, nhiều. Đấy, nền tảng thì vẫn là di động. Xu hướng tìm kiếm chủ yếu là di động chiếm phần lớn. Đây là các cái từ khóa, nếu mọi người vào đây mọi người nghiên cứu rất nhiều, cho là rất nhiều cái hay ho. Thì mình nhờ cái công cụ để mình thể biết được là khách hàng của mình nó đang nằm ở chỗ nào, xu hướng tìm kiếm đang là cái gì, và họ hay sử dụng thiết bị nào. Thì mình lấy những cái thông tin ở đấy để mình có thể target trực tiếp vào trong quảng cáo của mình, hoặc là mình áp dụng vào mình làm ở bên Shopee. À, mình chạy bên Shopee thì mình biết được là khách hàng họ hay có xu hướng là nằm ở đâu chẳng hạn. Ở trong Sài Gòn thì mình sẽ mở những cái kho, những shop ở trong Sài Gòn để tối ưu hóa nhất cho cái việc công cụ tìm kiếm của khách hàng á. Ok, thì anh em có thể vào cái này công cụ này hoàn toàn miễn phí nhá, anh em có thể vào anh em nghiên cứu rất là nhiều cái heo ăn này. Ví dụ như Shopee thì mình sẽ biết được là những cái từ khóa nào hot đấy, từ khóa tìm kiếm ở trong tháng trước đây, tháng 3 này. Anh em vào chỗ công cụ này, lập từ khóa này. Đấy. Giờ mình xem lại.
toàn bộ trang web, anh em nhớ chọn là cái là toàn bộ trang web rồi nhé. Mình tìm hết ở đây được các thứ luôn, nhiều kiểu lắm, anh em có thể vào anh em nghiên cứu thêm nhé. Ok bye bye anh em, thì bây giờ mình sẽ dừng ở đây thôi. Anh em nào mà cần mà không biết cách để vào cái công cụ nào thì anh em đợi anh em để search trên Google á, cái Google Keyword Banner này, nó sẽ ra rất nhiều hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản cũng như là vào để tìm kiếm nha. Ok bye bye anh em.